Trong cái video này, chúng ta sẽ nói về những cái keywords này trong cái manage, đến từ ba cái điểm dữ liệu khác nhau. Hãy tiếp tục và đi vào nó về chính xác những cái keywords này đến từ đâu, để bạn biết là bạn có thể sử dụng chúng ở cái dạng nào. Lấy ví dụ ngay tại đây, trên cái conversation này mà chúng ta đã làm trong cái video đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy rằng phân phối từ khóa và có ba điểm dữ liệu ở đây là organic và smart, complete và Amazon đề xuất. Hãy nói về những cái keywords organic này. Vì vậy những gì đang xảy ra là tôi khi tôi nhập cái keywords này, cái coffee sale là Helumten đang nhìn vào cái sản phẩm trên cái trang này. Một số sản phẩm hàng đầu có kết quả tìm kiếm của coffee sale và những cái keywords khác. Những cái sản phẩm này được xếp hạng cao bởi vì nó giống như là những gì mà Celebro làm, nhưng mà hẹp hơn rất là nhiều. Một điều khác mà chúng ta thấy ở đây á, đó là cái smart complete. Hãy nói một chút về cái điều này. Bởi vì điều này thực sự rất là tuyệt. Tự động hoàn thành trong Amazon là gì? Đây không phải là cái tự động hoàn thành. Vì nếu tôi đến đây và tôi gõ vào cái coffee sale, tôi thậm chí không thể đánh phần ngay tại đó, thì chúng ta không biết cái tự quan tài là những gì được gọi auto complete. Để nhớ, tôi đã nói cái cách nó được sắp xếp theo số lượng hoặc là số lượng tìm kiếm. Nhưng mà như bạn có thể thấy, tất cả những gì nó làm chỉ là hiển thị keywords sau cái quyền coffee sale. Coffee sale lớn hơn 6 feet. Vì vậy, smart complete là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đây là một cái con số rất nhỏ. Một số keywords ở đây có thể có như lên đến 1.000 hoặc là hơn. Smart complete đang sử dụng bất kỳ dạng nào của cái từ, và nó đặt theo cái thứ tự khác nhau, dạng cụm từ khác nhau, hoặc là trong cái khác, verb tense. Hãy để tôi tiếp tục và cho các bạn thấy, tiếp tục và lọc xuống cho tất cả những cái từ hoàn chỉnh, cho tất cả những cái smart complex ngay tại đây, trên cái này, và hãy tìm 12 keywords nó ở đây. Vì vậy, như bạn có thể thấy, hãy nhìn vào cái coffee sale này. Điều này sẽ không xuất hiện trong cái smart complex của Amazon, bởi vì nó chỉ làm điều đó với nó có cái coffee sale. Vì vậy, đó là lý do tại sao mà chúng tôi gọi nó là cái smart complex. Nó thông minh hơn một chút so với cái auto complex thông thường. Vì bạn có thể thấy ở đây cái coffee sale, bạn biết nó thậm chí nó không phải là một cái cách viết đúng. Nhưng mặc dù từ đó là cái kệ quan tài, chúng tôi đã phát hiện ra điều đó. Có rất là nhiều cái giả sử ở đây cũng là một cái smart complex. Bây giờ điều này rất là tuyệt, bởi vì nếu mà bạn đang chạy như một cái chiến dịch cụm từ quảng cáo trên Amazon, thấy rất là nhiều từ khóa. Những điều này cũng sẽ xuất hiện trong một số chiến dịch rộng rãi. Nhưng đây là một cái keyword sẽ hiển thị. Nếu bạn nhắm mục tiêu trong một cái chiến dịch tự động hoặc là mở rộng, cái chữ coffee sale trong những cái keywords này xuất hiện. Vì vậy, nếu bạn có một cái keywords này ở đây á, có một cái số lượng lớn, cái smart complete, bạn biết nó có rất là nhiều tiềm năng. Và những gì bạn có thể hiển thị cho trong cái kết quả tìm kiếm cho quảng cáo được tài trợ. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu một cái keyword nhất định á, nhưng mà trong này nếu mà tôi chạy một cái chiến dịch cụm từ coffee sale, tôi sẽ không hiển thị quá nhiều keywords. Có lẽ là 12 cái này ở đây. Cái cuối cùng ở đây được Amazon đề xuất. Bạn có thể thấy có 3.000, bây giờ chính xác những gì Amazon đề xuất. Bạn có thể đã bỏ lỡ nó, nhưng mà khi chúng tôi nói điều đó trong cái video Celebro. Nhưng về cơ bản, đối với bất kỳ sản phẩm nào trên Amazon, họ có cái listing này từ 500 đến 1.000, đôi khi là nhiều hơn, đôi khi là ít keywords hơn, rằng nó xem rất là phù hợp với cái sản phẩm đó. Và do đó nó có gợi ý hoặc khuyến nghị bạn quảng cáo cho nếu là sản phẩm của bạn. Vì vậy, những gì mà chúng tôi đang làm ở đây, một lần nữa, nếu mà tôi bước vào cái coffee sale và bạn đã làm như là tôi đã làm, tôi sẽ đến đây và xem xét một số cái người bán hàng đầu trên đó, trên cái trang coffee sale, và sau đó nhận được một số cái đề xuất nhiều nhất. Keywords Amazon, từ chính Amazon, mà nó khuyên bạn nên quảng cáo cho một số sản phẩm đó. Và đây là một trong những lý do tại sao bạn có thể nghĩ ra những cái keywords khác nhau hoặc là keywords bổ sung. Sau đó có thể bạn sẽ tìm thấy trong cái tìm kiếm Celebro của mình. Vì vậy, nó là ba cái điểm dữ liệu của Amazon hoặc là Manage ở đây đang hiển thị cho bạn. Và tôi thực sự có thể lọc cho một số hoặc là hai nhiều hơn, chỉ cho tôi tất cả những cái thứ organic và smart complex hoặc là Amazon. Những gì xảy ra là nó sẽ cho tôi thấy tất cả các loại ở đây, cho tất cả chúng ở đây cùng nhau. S là O ổn nên A được Amazon khuyến nghị, S là smart complex và O là organic. Hoặc là tôi chỉ có thể nói rằng bạn biết những gì tôi muốn xem, những cái mà được Amazon đề xuất. 3.000 keywords, và sau đó ở đây tôi có thể làm cái điều đó. Tôi chỉ thấy những cái được Amazon đề xuất. Vì vậy, nó là một cái loại, một cái cách thú vị để tìm các keywords có liên quan bổ sung, có khả năng liên quan đến cái niche của bạn, hoặc là cho cái keywords của bạn cho cái sản phẩm của bạn, và đảm bảo sử dụng cái manage, và sau đó là hiểu rằng những cái keywords này đến từ đâu. Và đôi khi người ta nói là tôi có rất nhiều keywords không liên quan ở đây, manage không nhất thiết phải nói là nó, nếu là hiển thị ở đây nó phải có liên quan không.
cái điểm của manage ở đây là tìm keywords từ ba cái điểm dữ liệu đó. Một lần nữa, chìa khóa và các từ khóa, chìa khóa với các keywords bán chạy nhất từ kết quả của cái trang đó, rằng kết quả tìm kiếm ở đây là đến từ họ đang xếp hạng những keywords hàng đầu nào khác. Số 2 là tìm tất cả những keywords thông minh, hoàn chỉnh hoặc là các loại phiên bản dài cho bất cứ thứ gì, từ khóa C hoặc là từ khóa mà bạn đã nhập vào cái minimum. Và sau đó, số 3, tất cả các cái đầu keywords được đề xuất của Amazon cho những cái sản phẩm hàng đầu đang hiển thị cho kết quả tìm kiếm theo cái định nghĩa. Nó không phải lúc nào cũng siêu phù hợp, nhưng mà hãy nghĩ về nó. Nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn trong lĩnh vực bên trái, nhưng mà một trong những cái sản phẩm hàng đầu có liên quan đến keywords đó hiển thị trên kết quả tìm kiếm. Vì vậy, đừng chỉ loại bỏ hoàn toàn nó và nghĩ rằng đây là bạn biết thứ mà tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng cái danh sách của mình. Bạn sẽ không bao giờ biết mọi người đang tìm kiếm những thứ kỳ lạ trên Amazon theo những cái cách kỳ lạ. Và một lần nữa, toàn bộ điểm nghiên cứu keywords này trên Amazon là bạn đang cố gắng tìm tất cả các keywords có khả năng một trong những cái người mua tiềm năng của bạn có thể sử dụng để tìm sản phẩm của bạn. Vì vậy, một lần nữa, tôi yêu cái manage, và để có được các keywords thứ hai và thứ ba sau khi bạn sử dụng cái Cerebro. Bây giờ trong các video tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào các chi tiết hơn một chút ở đây. Đặc biệt là làm thế nào để bạn thực sự có thể cảm nhận được những thông tin cao cấp trên một cái nhóm lớn keywords. Tất cả cùng một lúc, và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bạn đang bán hàng trên Amazon. Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền Tool 2510 tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thông báo về các video mới nhất từ Amazon Seller Việt Nam nhé.